Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và hãy cùng chờ xem là trong video này thì chiếc Rolex Lady Datejust 31278285RBR, nàng thơ của ông trùm Rolex, có chinh phục được các khán giả của Gia Bảo Luxury không nhé? Thương hiệu đồng hồ Rolex từ lâu đã hằn sâu vào tâm trí của rất nhiều người. Cho dù ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ có trải qua bao thăng trầm thì cái tên Rolex vẫn luôn tỏa sáng. Mỗi phiên bản đồng hồ của Rolex không chỉ sở hữu những tính năng vượt trội mà còn mang vẻ đẹp thời gian, trở thành cái mốc chinh phục những giấc mơ, những khát khao, đam mê cháy bỏng của một người ưa chuộng đồng hồ. Và nổi bật với vẻ đặc cấp và thanh lịch vượt ngoài mong đợi, chiếc đồng hồ Rolex Lady Datejust 31278285RBR tựa như một chú bướm vừa mới phá kén đang vươn mình lên từ ngọn nguồn tuổi trẻ. Mệnh danh là nàng thơ của ông trùm Rolex, với ngoại hình kiều diễm, tráng lệ, phiên bản đồng hồ này đã khiến cho biết bao tín đồ đồng hồ mê mẩn và khát khao sở hữu. Như một kiệt tác hữu hình, cỗ máy thời gian 278285RBR ghi dấu trong mắt công chúng bằng vẻ ngoài xa hoa, kiều diễm. Bên cạnh bộ khung vỏ bằng vàng Yves Rose bóng bẩy là dây Dior Precedent với thiết kế thỏa mãn tiêu chí sang trọng và thoải mái, thể hiện kỹ thuật chế tạo dây đeo từ kim loại quý nhưng không kém phần tinh vi của thương hiệu Rolex. Với những mối nối được đánh bóng cẩn thận, hai bên dây được trải sức mờ tạo sự mới lạ và độc đáo. Để tô điểm cho dáng hình tròn dịu dàng của vành bezel vàng hồng, thương hiệu đã nạm 48 viên kim cương lấp lánh, được cất gọn cẩn thận và sắp xếp một cách khéo léo và đầy thông minh. Núm vặn Twin Lock xoắn vít cùng với tông màu đã được khía rãnh sắc nét, điểm xuyết bên trên là biểu tượng vương miện của thương hiệu đã đảm bảo cho bộ khung vỏ có thể chống thấm nước ở độ sâu 100m. Từ lần đầu xuất hiện tại sự kiện Bezel World 2018, bộ sưu tập Rolex Datejust 31mm hoàn toàn mới đã để lại âm vang sâu đậm trong lòng người yêu đồng hồ. Kế thừa những đặc trưng của biểu tượng mẫu mực và sự chính xác giờ giấc của dòng sản phẩm Datejust vào những năm 1945, tạo tác thời gian mới mẻ này đã nâng tầm giá trị và khắc họa thêm độ nổi tiếng của thương hiệu Rolex trong ngành đồng hồ Thụy Sĩ và thế giới. Là phiên bản nâng cấp hoàn hảo của một mẫu đồng hồ cổ điển, tạo tác vượt thời gian này sở hữu mặt số vô cùng đặc biệt khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng đến trầm trồ. Đó là mặt số khảm trai quyền lực lấp lánh kim cương với màu sắc thay đổi theo góc nhìn. Là những cánh bướm mềm mại, sinh động trên mặt số, là bộ kim gậy bằng vàng hồng mảnh mai, quyến rũ, tất cả các chi tiết hòa quyện với nhau tạo nên một diện mạo tráng lệ và lộng lẫy. Ví như là một thiếu nữ đang độ xuân sắc, chiếc đồng hồ này thu hút người xem bởi vẻ trong sáng, e ấp nhưng không kém phần hấp dẫn và mê hoặc. Vị trí 12 giờ là logo và tên thương hiệu được in nổi hoành tráng. Cùng với đó ở góc 3 giờ là ô cửa báo ngày truyền thống với trang bị kính phóng đại Cyclops tăng mức độ dễ đọc. Khi có ánh sáng rọi vào tạo tác này, lớp vỏ vàng hồng sẽ lấp lánh ánh kim, mặt kính sapphire chống lóa làm tăng độ nổi bật cho mặt số khảm trai tinh tế trên cổ tay ngọc ngà của các quý cô hiện đại. Là biểu tượng của kỹ thuật chế tác đồng hồ bậc thầy thế kỷ 21, nàng thơ của Rolex với vẻ ngoài yểu điệu, ủy mị đã khiến cho nhiều người lầm tưởng mà nghi ngờ khả năng của nàng. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, ẩn giấu trong lớp vỏ kiêu sa ấy là một trái tim mạnh mẽ và tràn đầy sự sống. Đó là bộ chuyển động độc quyền bởi Rolex thế hệ mới, Caliber 2236. Như một người con gái đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn, bộ máy Rolex Lady Datejust 31278285RBR có tên là Caliber 2236 được coi là một trong những phát minh hiện đại nhất của thương hiệu. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2014, đây là bộ máy automatic đầu tiên sử dụng dây tóc Siloshi bằng silicon mang bản quyền sáng chế của Rolex với tính năng kháng từ đảm bảo sự ổn định tuyệt vời trước những biến động về nhiệt độ. Chưa kể là dây tóc Siloshi có độ chính xác gấp 10 lần so với dây tóc truyền thống khi xảy ra va chạm, đảm bảo bộ máy luôn vận hành hiệu quả ở tần số 28.800 VPH. Với các trang bị hiện đại bậc nhất, bộ máy này có khả năng dự trữ năng lượng trong khoảng 55 giờ đồng hồ, xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt của tổ chức COSC với độ chính xác và được chứng nhận Superiority Chronometer của thương hiệu khi hoàn thiện. Nhìn vào tạo tác này, có thể nói không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu Rolex nhận được sự trân trọng của toàn thế giới. Nhắc đến Rolex là nhắc đến một biểu tượng bất diệt trong thế giới của những kiệt tác thời gian. Và đối với người hâm mộ, đồng hồ không chỉ là vật vô tri vô giác, thay vào đó những kiệt tác ấy luôn mang âm hưởng chung của thời đại, chứa đựng những khoảnh khắc đặc biệt của cuộc sống. Và hơn cả những cỗ máy ấy còn đại diện cho tiếng nói, dấu ấn cá nhân của người sở hữu. Và tất nhiên là nàng thơ của ông trùm Rolex cũng mang bí ẩn của riêng mình, cũng như bao tuyệt tác khác đang chờ con người đến khám phá và trải nghiệm. Hãy để lại
ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới và tiếp tục đón xem những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury để cùng chúng tôi tìm hiểu thêm những tuyệt tác vô cùng độc đáo khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn khán giả trong những video lần sau.